Đang là mùa na chín rộ và nếu mà nhắc đến trái na thì không thể không nhắc đến đó là na dai chi lăng. Nhưng mà trong tiểu mục đặc sản quê nhà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả một đặc sản na dai thơm ngon không kém gì na chi lăng cả. Và xin giới thiệu với quý vị và chị Quỳnh Hoa, đó là na dai Đông Triều. Chắc chị Quỳnh Hoa thì quá rõ về loại quả này rồi đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy, vì tôi thực sự là một người rất thích ăn hoa quả và đặc biệt là trái na đúng không ạ? Ngoài cái việc ở một số các cái vùng trồng na nổi tiếng của nước ta như là Lạng Sơn hay là Thái Nguyên thì na dai Đông Triều ở Quảng Ninh đã cho thu hoạch sớm hơn khoảng 15 ngày. Sở dĩ là na dai tại đây cho thu hoạch sớm hơn những cái vùng trồng na khác là do người dân áp dụng khoa học kỹ thuật để giải vụ và cho thu hoạch sớm hơn để có thể tránh được cái áp lực mùa vụ. Dù là thu hoạch sớm hơn nhưng mà trái na dai Đông Triều thì vẫn cho chất lượng thơm ngon, thậm chí là còn rất là cao so với thời điểm chính vụ nữa. Vâng, và những ngày này thì bà con nông dân thì cũng đang tập trung để thu hoạch na dai với chất lượng được đánh giá cao. Hiện sản phẩm nông nghiệp này cũng đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá xem xét về việc cấp chứng nhận ô cốp 3 sao ạ? Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thưởng thức đặc sản na dai Đông Triều qua tiểu mục đặc sản quê nhà của chúng tôi. Mắt đều, vỏ mỏng, bóng, có màu ngả vàng khi chín, vị ngọt sắc, mùi thơm không cát, sai quả lớn cỡ từ 3 đến 4 quả 1 kg. Một cân na dai ở Đông Triều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đang có giá từ 28.000 đến 35.000 đồng 1 kg, mang lại lợi nhuận từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta cho người trồng. Khi coi như sản xuất na Việt Gáp ấy thì về quả to hơn và mẫu mã nó sáng hơn, chất lượng nó đảm bảo hơn về độ ngọt và độ đường của quả na Việt Gáp. Và khi coi như đã sản xuất theo na Việt Gáp thì về năng suất của nó tăng hơn 10 đến 15% là năng suất sản xuất na thông thường. Và tiêu thụ với giá thành của nó cũng cao hơn từ 10 đến 15% so với sản xuất na truyền thống. Với lợi thế là vùng đồi núi thấp, phù hợp với việc trồng và phát triển các loại cây ăn quả, từ những năm 1995, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phát triển cây na dai. Trong quá trình canh tác, do phù hợp với điều kiện tự nhiên, cây na dai Đông Triều đã phát triển khá tốt, năng suất cao và cho quả ngon, ngọt, mát bổ. Không chỉ đạt chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp, quả na dai Đông Triều còn có bao bì nhận diện rõ ràng cùng tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Đối với tem truy xuất nguồn gốc này thì khi mà chúng ta truy cập vào cái trang web có cái mã truy xuất nguồn gốc của Zalo đấy, khi ta truy xuất vào thì nó sẽ có cái thông tin, thứ nhất là họ tên, gia đình, địa chỉ từ thôn, xã, xong đến số điện thoại và diện tích là bao nhiêu, quy mô trồng như nào. Với chất lượng ổn định, trái na dai Đông Triều đã chinh phục được thị trường bán lẻ hiện đại như các hệ thống siêu thị. Hiện trái na dai Đông Triều đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là nền tảng để loại nông đặc sản này có thể vươn xa hơn, từ đó chinh phục các thị trường khó tính hướng đến xuất khẩu. Thưa quý vị, trong bối cảnh sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thì những mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ được người tiêu dùng quan tâm. Bởi những sản phẩm được sản xuất theo chuỗi sẽ đảm bảo được vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm, có chứng nhận được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ ạ. Vâng, và trong tiểu mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay thì mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi từ sản xuất cho đến tiêu thụ mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả, đó chính là mô hình chăn nuôi sản xuất gà đồi Sóc Sơn. Vâng, hiện gà đồi Sóc Sơn thì cũng được sản xuất theo chuỗi khép kín từ trang trại cho đến tiêu thụ thông qua các hợp đồng ràng buộc rõ ràng và trách nhiệm giữa các nhóm tác nhân tham gia chuỗi. Nhãn hiệu gà đồi Sóc Sơn cũng đã chính thức được sử dụng cho các sản phẩm khi mà đưa ra thị trường và cũng tạo được uy tín ở trên thị trường của thương hiệu đối với các đối tác phân phối và người tiêu dùng nữa. Đây là một trong những mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi thành công, tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc là xây dựng liên kết tạo thành chuỗi giá trị. Vâng, và với chất lượng khá là tốt, thị trường tiêu thụ cũng ổn định thì cũng đã mang lại thu nhập rất cao cho người chăn nuôi. Đặc sản gà đồi Sóc Sơn cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Và đây là tấm giấy thông hành tạo ra sức bật và động lực cho người dân chăn nuôi gà đồi Sóc Sơn yên tâm sản xuất và khẳng định thương hiệu cũng như là mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước. Để tạo ra được những con gà sạch như thế này, những hộ chăn nuôi gà đồi tại Sóc Sơn, Hà Nội đều áp dụng mô hình chăn nuôi sạch từ tuyển chọn con giống, khâu chăn nuôi đến khâu tiêu thụ. Gà được thả vườn với thức ăn cho gà thường được tận dụng từ thiên nhiên hoặc các phụ phế phẩm nông nghiệp như ngô, cám
rau xanh để đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi gà xuất chuồng 2 tháng, sẽ ngừng việc tiêm vaccine để gà đào thải hết các chất tồn dư và cũng để chất lượng gà ngon, sạch và an toàn cho người tiêu dùng hơn. Dù là bán con gà lông hay là bán con gà giết mổ thì cũng đều được đấy là kiểm soát các cái điều kiện chăn nuôi, các cái an toàn về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Thế và chúng tôi thì cũng đang để đảm bảo cho cái chuỗi sản phẩm gà đồi Sóc Sơn nó có cái sự nhận diện. Ngoài cái việc cái sản phẩm được bao gói rồi, nó có tem nhãn rồi, thì cái sản phẩm mà cung cấp cái con gà lông trên thị trường thì chúng tôi cũng đang tìm cái giải pháp, đó là kẹp cái thẻ nhận hiện cái logo của gà đồi Sóc Sơn vào cái vòng vật chân cái con gà. Thế và nội dung này chúng tôi đang nghiên cứu và trong giai đoạn tới đây thì sẽ cho ra cái sản phẩm gà lông sẽ cũng được nhận diện như vậy. Gà đồi Sóc Sơn được biết đến khác với gà ở các vùng khác bởi chất lượng thịt thơm, ngon, bổ dưỡng, có giá trị kinh tế cao. Giá bán ra thị trường là khoảng 80.000 đến 90.000 đồng 1 kg, cao hơn 20.000 đến 40.000 đồng so với gà thường. Đây là kết quả của việc tham gia chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn do Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn thực hiện từ nhiều năm qua. Thì về cái chuỗi thì nó có cái giá trị hơn là mình nó có thương hiệu nhiều người đã tìm đến. Nhiều cũng khách hàng nó sẽ tìm đến cái thương hiệu mình, biết là mình là cái gà nó an toàn rồi. Mà đặc biệt cái gà nhà mình thì nó là gà thả đồi. Ưu điểm thế mà nhà mình chủ yếu là dùng con gà Di Sơn Tây, Di Hòa Bình và Di Hải Phòng. Thường thường là chăn theo cái hệ thống chuỗi thì gà thả vườn thì nó con gà sẽ ngon hơn và sẽ thơm hơn. Để cung cấp sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn đã xây dựng khu giết mổ, sơ chế, đóng gói sản phẩm theo đúng quy định về an toàn thực phẩm. Với chất lượng cao, gà đồi Sóc Sơn đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Với cái cơ sở đảm bảo đủ điều kiện như vậy cũng như đã được đầu tư một cách đồng bộ hóa cho tất cả các khâu từ sơ chế, giết mổ ấy, cho đến như là bảo quản. Thì tại cái hệ thống sơ chế giết mổ như vậy thì cũng đã có cái hệ thống bảo quản kho lạnh. Thế và con gà được giết mổ theo đúng cái quy trình giết mổ an toàn. Thế sau đó thì con gà được đưa vào hệ thống kho lạnh bảo quản trong cái nhiệt độ tiêu chuẩn. Và tại cái nơi bảo quản trong cái hệ thống kho lạnh như thế này thì cái con gà nó giữ nguyên được cái chất lượng hương vị và cái mức độ thơm ngon của cái sản phẩm. Mỗi năm, Hộ Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn cung cấp ra thị trường hàng chục tấn thịt gà sạch. Với quy trình nuôi khép kín, chất lượng thịt của gà đồi Sóc Sơn ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về gà thịt cho thị trường tiêu dùng.